Did they come in? Did they come in? Ima como que Cảm ơn. Hello chị Giấy. Xin chào. Mình là Hậu. Mình đến từ kênh YouTube của FB Chị Tộc. Mình được biết là chị Giấy nói tiếng Việt rất là tốt luôn á. Cảm ơn. Thì ở Việt Nam mình á, thì hầu như mọi người đều hay bị gọi là ngọng các từ rất là khó. Thì có thể cho nhờ chị Giấy đọc một cái câu mà nhiều người bị ngọng như vậy được hay không? Thử xem chị Giấy là miền Bắc. Miền Bắc. Nhiều người bị ngọng hả? Đúng rồi. Thật á? Thì rất là nhiều người bị ngọng. Chị chưa bao giờ cố tìm mình không? Chị đây không mình ngậm. Wow. À nhưng mà có một cái từ, có những cái từ mà chị không nói chính xác được. Yeah. Đó là tất cả những cái từ mà kết thúc với A, K, H. Ví dụ tên Bắc. Bắc nhiều khi chị đọc nhưng mà người ta bảo là chị đọc chưa đúng. Tất cả những cái ví dụ hôm trước là CJ đang nói chuyện với nhân viên rằng là hôm nay chúng ta sẽ đi ra nhà xác, tức là nhà mình đi mua quyển xác mua xác thì CJ nói là đi nhà xác. Yeah. Thì như mấy kiểu ai chết mà đi nhà xác vậy. Đấy kiểu thế, CJ đã gặp nhiều tình huống như vậy. Vâng. Thiệt, ngồi nói mà muốn gớm nước mắt gì đó, muốn khóc gì đó. Thì mình có một cái câu ở đây rất là khó. Ok. Rất là nhiều người bị ngọng. Mình có thể đọc trước chậm cho CJ nghe. Ok. Và cho CJ đọc lại một lần nữa. Ok. Để xem có bị như vậy hay không nhé. Rồi, ok, chơi. Lúa nếp là lúa nếp non, lúa lên lớp lớp lòng nàng lăng lăng. Ui, kinh đấy. Dạ. Rồi. Thử nè. Lúa nếp... Ui. Lúa nếp là lúa nếp non. Yeah. Lúa nếp... Lúa lên lớp lớp lòng nàng lăng lăng. Đến cả việc đọc CD là khó rồi, ok. Lúa nếp là lúa nên lớp. Lúa nếp là lúa nếp non. Lúa nếp lớp lớp lòng nàng lăng lăng. Đúng chưa? Đúng ta? Thật á? Rất là nhiều người bị ngọng. Chị đã chưa bao giờ cố tìm mình không? Chị đã không bị ngọng. Nụ cười đã tắt đằng sau nước. Ơi khó đấy. Đảm bảo kể cả người Việt Nam cũng chưa đọc. Đúng rồi. Phải tập luyện cái này mới được chứ. Đúng rồi. Ok, wow. Rất là cảm ơn CJ. Không phải đây. Cảm ơn CJ. Cảm ơn CJ nha. Các bạn hãy subscribe vào kênh CJ Official nha.